Ngày 25 tháng 6, tại Hà Nội, Diễn đàn về Kinh tế ASEAN, Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN đã được Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tổ chức. Vietinbank là đơn vị tài trợ, đồng hành cùng ban tổ chức và có đại diện tham luận tại diễn đàn. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, là đại diện nhà tài trợ Vietinbank tham dự và phát biểu tham luận tại diễn đàn. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cho biết, diễn đàn là cơ hội để khối doanh nghiệp vừa và nhỏ trao đổi những kinh nghiệm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, đồng thời có được sáng kiến thúc đẩy thị trường, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, nông sản xuất khẩu, chuyển đổi số, vốn là các thế mạnh của Việt Nam cũng như các nước ASEAN. Trong hai phiên thảo luận, diễn đàn đã có nhiều tham luận chất lượng và ý nghĩa, tập trung vào các vấn đề khai thác hiệu quả các cam kết và thỏa thuận đã ký, gắn kết và chủ động nâng cao năng lực thích ứng, ứng phó các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp nói riêng và cho người dân nói chung. Tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank đã khái quát bức tranh toàn cảnh về sự chủ động hội nhập có hiệu quả của lĩnh vực ngân hàng với khu vực ASEAN trong những năm qua. Ở góc độ ngân hàng trong nước, Vietinbank nói riêng và các ngân hàng khác đã hội nhập thành công. Điều đó được thể hiện qua việc hệ thống ngân hàng Việt Nam không chỉ giữ vững được thị phần của mình mà còn mở rộng thị phần với các ngân hàng đối tác khác. Trong trung và dài hạn, Vietinbank sẽ thực hiện chương trình ngân hàng số để hiện đại hóa, chuyển sang giai đoạn từ phát triển quy mô chuyển sang hiệu quả, nâng cao chất lượng nghiệp vụ tài chính ngân hàng. Từ đó đảm bảo mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong ASEAN và trong top đầu các ngân hàng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.